hey, nhà tặng ngọc này, nên không thấy nhé. Nhưng mà khó sẽ chút cho mỗi nhân tập bèng nhằm hai cơm xong này nhóm miến ní. Nhóm miến tập bèng à, làng là ô khăn mình tên món á nè. Bắt đầu mà tiết ní, nhóm miến sẽ chút. Làng chết bây cái lô, ôi lô à, sợ tỏ sạch. Hai nhóm liên cho mỗi nhân chiêm tiết. Tỏ, à lời nâng chập đang thua cho mỗi nhân tặng ngọc này. Từ bồn lá nhóm chập đam liên sẽ chút này biết sát sân. Nế nhóm phẩm bởi làm bây con sẽ chụp nâng á. Này, à lời nó nhung chụp đam hành tập bén. Nếp tỏ một tiết nhưng chọc đâm hành sự chú.
À lời này nhóm cho bà đạp nạ khô. Từ bông lái nhóm đã sổ cơ hôn chứ. Ní à lời nó sổ bò dân lãng chương khoảng ấy nhóm đã tâm sổ chứ. À lời nó tâm bò dân chung ấy nhóm đã tạc trấy. Tạc yếu. Mà đấy sao súp chả sẽ chụp chố bắt đầu bật tiết nhâm chập đam đã được mua sạch chụp đi sẵn. Sẽ chụp bao dương làng ôm mình tên này. Cái to một tiết. Nhập đã chiêm chố. Đã tập tên chố. Nhâm chạy tạc chố. Ôi khô bao nhiêu hoạt áo mà khân vì làm trôi mà muốn á. À lấy nhân phương tí xinh. Làm chứng anh muốn á. Ní, à lời nâng xong lô khô rồi bà dân chị ăn hào anh tỏ, nhằm chú mời nhằm tặng ọc ní. Ôi, lắng chú mời mong muốn á. Nè, lắng chú mời mình tên muốn á. Sang sao mà chạy. Cái mình tên á. Là miên chuyện món khô bao nhiêu. Ok, nè, tặng ọc nè, chúc phúc các tết xin video rồi bọc nhé, bye bye.